tạo thiết bị cai nghiện smartphone. Nettop được ghép từ Internet Detox, là một dạng thiết bị đeo tay tích hợp cảm biến đo nồng độ oxy trong máu và mức biến đổi nhịp tim. Thiết bị do một nhóm sinh viên đại học Indonesia phát triển HRV, nhóm mất 3 tháng để tạo ra thiết bị đeo có thể giúp người nghiện smartphone giảm bớt thời gian sử dụng máy. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người dùng nhiều điện thoại sẽ có mức HRV thấp. Nettop sẽ phát ra tiếng kêu khi mức HRV và nồng độ oxy trong máu xuống dưới ngưỡng quy định, nhắc nhở người dùng đã đến lúc ngừng sử dụng điện thoại. Với người trong độ tuổi từ 18 đến 25, HRV ổn định ở ngưỡng 60. Theo Hiệp hội Tâm lý học Mỹ, những người nghiện smartphone thường có mức HRV ở khoảng 44, nghiện Internet đang là vấn đề xã hội nổi cộng tại Indonesia. Hồi tháng 10, hai thiếu niên nước này đã phải đi cai nghiện game. Nhóm sinh viên có kế hoạch đăng ký phát minh với trường đại học. Mục đích của nhóm là giúp người trẻ bớt thời gian chăm chú vào màn hình điện thoại để hướng tới các hoạt động năng động bên ngoài.